muôn nơi xa xôi ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ôi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi. Rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương, ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng. Ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi. Rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương, ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam.